Mình rèm cửa Titaco xin kính chào quý khách. Hôm nay Tuyền dẫn mọi người xuống tham quan xưởng sản xuất rèm cầu vồng. Và trên tay Tuyền là những bộ rèm cầu vồng đã sản xuất xong và chuẩn bị đóng hàng giao cho khách hàng. Đây là những bộ rèm đã xong như vậy, chúng tôi chuẩn bị giao cho khách hàng. Khi mà giao xuống cho khách hàng, chúng tôi có đóng hàng bằng thùng cắt tông để bảo vệ nha các anh chị. Hàng rất nhiều đang chờ đóng hàng. Bây giờ theo Tuyền để xem phần sản xuất ở bên trong. Nào, hãy xem hai bên này. Các nhân viên sản xuất đang đóng hàng, chuẩn bị để giao cho khách hàng. Đây sản phẩm ở trên bàn, anh đang đóng hàng lại trước khi giao cho khách hàng. Theo Tiền xem sản xuất ở bên trong, chúng ta đang xem các nhân viên rất tập trung làm việc. Phía bên trong là khu vực máy cắt, thanh treo và các phụ kiện. Sau lưng tôi là bộ phận lắp lá vải, lắp phụ kiện và thanh treo. Sau đó các em sẽ kiểm tra vận hành bộ rèm bằng hệ trục nâng lên hạ xuống. Đây là hai máy cắt hệ vải tự động hiện đại. Phía trong là các cái giác kệ đỡ để nguyên vật liệu các phụ kiện rèm. Và đây là các cái giác kệ đỡ để nguyên vật liệu lá vải cho việc sản xuất. Kho vải rất lớn và rất nhiều. Sau đây là quy trình sản xuất rèm cầu vồng. Mời các anh chị tham quan. Vừa rồi các anh chị vừa tham quan sự sản xuất rèm của chúng tôi. Chúng tôi có rất nhiều sản phẩm cho các anh chị lựa chọn. Khi cần hỗ trợ tư vấn, hãy liên hệ với chúng tôi. Cảm ơn đã theo dõi clip này. Xin chào và tạm biệt. Hãy gọi ngay hotline 0913 106 109, tổng đài 1900 26 18 để được mua hàng trực tiếp tại xưởng sản xuất.